mưa quá lớn. They have a telephone and the middle, the level is in Thailand and the head has no crown anymore, Buddha, Shakyamuni. And the railing, right side and left side of the stack is previous life of Buddha when before become Buddha, the human will be Buddha Rishirwana, he came down to the earth as Bodhisattva in order to implement it. Six paramitas, yeah? Paramitas, ya, jana paramita, sila paramita, virya paramita, prajna paramita, 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 yeah? And then virya paramita, yeah? So the relic, dia the title of the Marukita, Jataka, Sikra, the result like the rest of Bodhisattva, yeah? Sometimes he in the shape of animal and to self-sacrifice, yeah, to show the protection for other people. Bravo! Electricity. Bây giờ mình đi vào ở bên trong nhé, đi vào ở bên trong những đường thì anh có nói ra ba cái tượng, hai cái tượng hai bên đó là tượng Bồ Tát, nhưng ở giữa đó là tượng Phật Thích Ca. Thì trong thư viện, ở trong cái chỗ cái thư viện này họ có ghi rõ về cái lịch sử của bạn. Và điều đặc biệt đó họ gọi Đức Phật Di Lặc chứ không gọi Bồ Tát, là vì trên đảnh không có đội mão kim quan, không đội mão kim quan mà tóc hình xoăn ốc đó. Và chân á, thì ngồi theo cái tư thế buông hai cái chân xuống. Bạn nào đi thành đô 160 cây số, nó có cái thành phố Lạc Sơn, đó có cái công trình đó là Lạc Sơn Đại Phật, là tượng Đại Phật mà trong núi lớn nhất thế giới đó là tượng Phật Di Lặc, hai cái chân lọt xuống đưa xuống y như là cái tư thế ở trong cái tượng ở trong đây đó. Thì mình đi vào ở bên trong mình sẽ thấy ba cái tượng này là lớn nhất ở trong quần thể Borobudur, ba cái tượng Phật này, tượng Phật của Bồ Tát đó. Và xung quanh ở bên dưới này chúng ta thấy nó những cái bức phù điêu, những cái hoa văn diễn tả lại lục độ ba la mật của Đức Bồ Tát. Lục độ nha, chứ có lục đạo nha. Lục độ ba la mật bố thí kỳ giới mẫn lục tinh tấn thiền định trí tuệ đó là lục độ ba la mật của Đức Bồ Tát, được diễn tả từ trong kinh Bổn Thanh, kinh Jataka đó. Thì họ sẽ biểu thị xung quanh này. Thì cái phần mái của cái đền này đó, cái đền bên nước này đó bị sụp xuống, nó bị đổ xuống đó. Thì bây giờ đó người ta che tạm bằng cái tôn ở trên, thành ra cái nước mưa nó nhỏ xuống, nó rỉ, nó đi theo những cái đường ở phía bên trong này, nó tạo giống như cái dạng như là thạch nhũ vậy. Cái tàu mòn mình đi động quốc gia mình hay thấy đó, những cái đá vôi đường nó ra đó, những cái vôi, những cái chất liệu vỏ sò họ chét lên đó, nó tạo ra những cái vân ở phía bên trong này đó. Và cái mô hình ở phía trong đó, nó khác đi như là hình tam giác đưa lên trên vậy đó. Thì giờ chúng ta nên đi vào phía bên trong để nhìn thăm đó. Trong đó nó rất là tối, khi mình lên tới ngay cái chỗ cái cửa đó, cái cửa trước khi mình bước vô á, chịu khó mình nhắm mắt lại một chút để cho cái độ sáng đó nó được hài hòa vô trình, thì mình bước vào bên trong đó mình dễ nhìn mấy cái tượng hơn. Và trong đây không có đèn, họ để ánh sáng tự nhiên, thì mình có thể mở cái flash lên để cho mình xem những cái tượng ở bên trong này. Ok, đau đi luôn, theo đi một chút. Thank you.
tinh tế, rất là tinh tế. Thấy nữa là nhìn cái tinh tế Đức Phật này giữ pháp thì sáng thì nói cũng đơn, thấy không? Hồi sáng thì nói cũng đơn là hai cái bánh kem. Em là hình tượng Đức Phật Di Lặc chứ không phải là hình tượng Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca không bao giờ là bố thí như thứ hai người ta thường đâu. Nhưng mà trong mặt giáo thì người ta bố thí hình tượng Đức Phật Di Lặc và hai vị Bồ Tát. Thành ra vị Bồ Tát Kim Cương, Kim Cương Thủ là cái tay của ngài có cầm cái chày Kim Cang. Thủ là tay đấy. Kim Cương Thủ rất là cái tay của vị Bồ Tát được cầm cái chày Kim Cang. Đây là Bồ Tát Quan Thế Âm, thành ra cả hai vị này theo truyền thống của Phật giáo là tượng trưng cho từng bi và trí tuệ. Kim Cương Thủ là trí tuệ, mà Quan Âm là từ bi đã đẹp lắm. Sáu vị, mỗi một bên ba vị, cộng với hai vị này được gọi là bát đại hiện tại. Cái này nói đây, đây mấy cô này đi xác của phòng phải. Mỗi một bên ba, thì với hai cái vị trong những đó thì cộng chung đó là bát đại Bồ Tát. Nghe sơ tiền thông tin bát đại Bồ Tát. Ai đi đến chùa Tát là để thấy cái bát đại Bồ Tát thì rất nhiều trong hệ thống thờ. Rất nhiều cái gì là ở miền Bắc đó là hầu như chùa nào cũng có thờ Bát Đại Bồ Tát hết. Thì Đức Phật Di Lặc ở đây đó biểu thị cho Đức Phật tương lai ngài cũng sẽ vận hành giáo pháp như Đức Phật Gautama. Đức Phật Thích Ca cũng trình bày thì Đức Minh Đế Bát Chánh Đạo thậm chí nhân viên ban Phật Chánh Đạo ta đã thể hiện cái hình tượng ở trong đây là Đức Phật Di Lặc trong tư thế này chuyển pháp luân. Nhưng hai cái bàn chân của ngài đó là họ phải nói đó đưa xuống là vì còn chúng tôi thì chúng sanh còn khổ thì ngài sẽ đến để hóa độ. Khi nào chúng sanh không còn những khổ đau đó thì các ngài sẽ chứng thành quả và động tịnh. Thấy chưa? Chân to chân rưỡi, chân to chân rưỡi để ý đi đó, cái chân to chân rưỡi động tịnh đó, cái tư thế động tịnh truyền thống của mặt đó. Họ hay có cái cách bố trí y như vậy đó. Nhưng mà các bạn nhìn cái diện mặt rất là thành công, cái diện mặt của những cái Phật tử này rất là thành công và mang phong cách của Ấn Độ. Nhớ kỹ nha, phong cách Ấn Độ mang với thầy sẽ phân tích cho coi những cái mang phong cách của Ấn Độ. Trước hết mình nhìn trên lỗ tai của Đức Phật sẽ có lỗ. Tượng Phật của Ấn Độ, đặc biệt là triều đại Maurya Phật do đến triều đại Pala Sunga thì hầu như tượng Phật nào cũng thể hiện có cái lỗ tai. Đối với những quốc gia ở Đông Nam Á này thì Phật tượng không có để lỗ theo phong cách của Ấn Độ. Thứ hai, mà Ấn Độ thuộc giai đoạn nào?
Ấn Độ của thế kỷ cuối thế kỷ thứ 7, đầu thế kỷ thứ 8. Thành ra nhìn lại hai vị Bồ Tát là có hai cái bông tai. Đưa cái đèn lên đi coi, thì có thấy bông tai chưa? Thấy chưa? Thấy hai cái tai của các vị này đều có bông tai. Thấy không? Đó, vô là cái thứ ba là trên y áo của các vị này. Thấy không? Trên y áo của các vị này là để thở cái vú ra, để hạ cái ngực cái vú ra. Thông thường tượng Phật ở những quốc gia Đông Á thì nó được kín là che kín lại, nhưng truyền thống của vùng Nam Ấn, hôm trước thầy có nói cái chỗ Nam Ấn là các vị tổ Mật giáo đó, nghệ thuật của Nam Ấn ở đó là hầu như Nam Ấn là lúc nào nó cũng nóng đó. Bắc Ấn đang là 1-2 độ thì Nam Ấn cũng phải 28-29 độ đó, giống như miền Bắc của Việt Nam và miền Nam của Việt Nam. Thành ra cái mô típ người ta đặt tượng đó nó cũng sẽ thể hiện cái đường nét này đó, nó để thể hiện cái phần y đó nó trễ xuống, nó lộ ra cái lực đó, đưa ra đó, các bạn để ý hình dung ra. Thấy chưa? Và một số những cái nhà nghiên cứu, thì họ cho rằng bên dưới của cái Phật tượng này có con đường ngầm đi thông từ đây đi vô tới cái đền Borobudur. Có một cái thân nô để mà dẫn đi vào tới bên trong của cái đền Borobudur. Tại vì các vị vua khi họ xây dựng họ cũng có những cái lý do của họ, họ cũng có những cái vấn đề về bảo vệ về an ninh. Thì cho tới bây giờ thì họ không có dám khai quật, nhưng mà cái ông Thomas Stanford đó, ông cho cái giả thuyết của ông là khi đào ra dưới này họ có phát hiện ra một cái đường mòn, có những cái đường mòn ở phía bên trong này. Thành ra đó mình nhìn cái bộ tượng này đó là mình thấy nó mang cái yếu tố từ bi và trí tuệ, yếu tố từ bi và trí tuệ, kim can hay kim cương để biểu thị cho cái năng lực của trí tuệ đó. Có một cái vị Geser là tiến sĩ của Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Mật Tông, ông là người Mỹ và là tổng giám đốc của cái hãng kim cương lớn nhất của Mỹ, ông Michael Geser, ông viết cái cuốn Marketing đó, ngăn cửa kim cương, thì dựa trên cái yếu tố kim cương đó để nói đến phần trí tuệ của con người, cái kết tinh, cái cốt lõi đó, cái trí tuệ cốt lõi của người ta. Và đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm là biểu thị cho năng lực phần tử. Có trí tuệ nhưng không có lòng từ thì không thể được. Nếu có lòng từ mà không có trí tuệ cũng không được. Cả hai cái điều này nó đi song hành với nhau. Và đa truyền thống của Mật giáo họ xây dựng cái đền này nhằm đưa đến thông điệp cho những người thợ và những người làm. Chúng ta xây dựng công trình Phật giáo đều phải dựa trên nền tảng của từ bi và trí tuệ. Ở đây cũng có những người bị thiệt mạng, bị chết khi xây dựng cái đền, nhưng không phải chết do những cái sự tàn hại tàn sát giống như anh con nha, giống như những cái lịch sử của anh con, mà ở đây họ chết là do họ bị bệnh hoặc là bị những cái tai nạn, chứ không có cái chuyện bức hại. Bởi vì cả triều đình lúc bấy giờ là theo truyền thống của Phật giáo, thành ra mình dựa trên nền tảng có trí tuệ, có sự hiểu biết và có lòng tôn kính đến tâm bảo lòng thầy để mình xây dựng cái công trình này đó. Đó ở phía trong đền này họ biểu thị ba cái phật tượng này hết sức là đặc biệt. Và một cái nữa mà chúng ta hay nghe ở Việt Nam gọi là sư tử tòa, có nghe không? Có nghe cái chữ sư tử tòa không? Một nhà sư lên trên sư tử tòa để thuyết pháp. Sư tử tòa là để nói đến cái tòa ngồi của Đức Phật đó, mới gọi sư tử tòa đó. Đằng sau biểu thị cái hình của sư tử tòa đó, nhìn ta thấy chưa? Có con sư tử hai bên. Dạ, và cái phần đầu ở phía trên đó là Makara, nhưng mà cái phần dưới, cái phần đội dưới đó, đó là cái phần sư tử. Thì đó là những cái yếu tố thầy nói đến chỗ cái đề lên dưới này. Có cần nhắc lại cái tên của đền không? Hồi nãy chúng xe là thấy cũng lơ mơ, đang trong trạng thái của nhập định, đang phê phút. Cái con voi này chắc không biết ạ. You say again about the name of the temple of San Luis, Devu Va.
mà tiếp là chính là chủ đề bạn làm cho đại ý ấp nước không cần gọi chân môn nữa. I want to go Vietnam and tiếp là nó sẽ trả tới chùa Việt Nam chứ không sẽ trả tới Việt Nam đi. Đó là chuyện đấy thì mình biết đó chính là cái chùa. Bây giờ tiếng Hindi đó, tiếng Hindi đó nó bắt nguồn từ đâu? Thì ở đây thì chúng ta được xin nha. Bởi vì đây là cái từ kinh mình cũng xin hồi hướng nha. Hồi hướng cho cái chúng tôi là những cái hành pháp mình đã làm. Mình có tâm, có ý để mình đi đến cái chỗ cái thánh địa này. Ngồi đây cũng được. Quả chân biến tri do Ngài tự ngộ. Không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pharaoh đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ. Không thầy chỉ dạy, con danh Phật diện mạo ứng cung. Chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, ơn đức thiện thể cao dày, thế gian giải trí bài chân thân, vô thượng sĩ thần tầm thánh phượng, bậc thâm lành điều dự trưởng phu, trời người quy phục đạo sư, Phật thế tôn hiển chân như độ đời, pháp vi diệu cha lành kêu dày, lìa danh ngôn hy luận nghĩ bàn, vượt thời gian vượt không gian, thiên thực hiện tại hoang nhiên tỏ tường, pháp hương thượng đến rồi thấy rõ, lìa si mê xa bỏ lòng trần, trí nhân ngộ tánh chân nhân, tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường, bậc diệu hạnh phân tăng đệ tử, bậc chánh chân pháp nữ tăng già, bậc ngô phạm cõi ta bà, thân tâm trực hạnh lìa xa luân hồi, thành đạo quả bốn đôi tam chung, đệ tử Phật ứng cung tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niềm, thánh đức cao cả phước điền dày sâu. Tôi nghe một thời Thế Tôn ngữ đại kỳ viên tịnh xa của trưởng giả cấp cô độc từng thành xa về khi đêm gần màn có một vị trời dung sắc thù thanh hào quang chiêu diệu sáng tỏ kỳ viên đến nơi Phật ngự đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên cung kính bạch Phật bằng lời kể rằng chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc hành tâm cầu mong đợi một đời sống an lành xin Ngài vì ly mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng rồi giảng giải như vậy không gần gũi kẻ ác thân cận bậc trí hiền thôi thân khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Tâm hoan hỷ mở rộng tâm lòng từ
luôn chuyên tâm gia hộ những người đang nữ nào, ngày đêm thường bố thí phạm những tài sản gì, đời này hay đời sau mặc bao bao thù thắng, hiện hữu trên cõi trời không gì sánh bằng được, mới thiện thể Như Lai như vậy chính đức phật là châu bao thù diệu, mong với sự thật này được sống chân thành an lành. Xin được đi kinh hành ba vòng ạ.
của tiếng Anh là gì không? Mới nói. Sao tự nhiên nói hay quên rồi? Đứng thủ quan âm, đứng thủ quan âm. Đi mấy cái chùa Phật tông đó mà để đứng thủ quan âm mà thờ, đó là thường là mấy cái đối tượng dân dân á, mấy người mà làm ăn mua bán á, họ hay thờ lắm. Tại sao có cái tức đó? Nó có cái câu chuyện á, Vajrapani. Vajrapani là ngài Kim Cang thủ nè, mấy trong đền á, Manjushri, Kim Cang Phật. Tại vì trên cái hoa sen nó có cái bài kinh Bát Nhã. Đó nhìn kia, ở phía trên cái bông hoa sen bên đây nè, đó là con cái bài kinh Bát Nhã là vị Đại Thế Chí không, ngài Đại Chí Trần Thù à, dạ, Trần Thù hôm dạ, trước mình đi cái đền Lao San, Lao San đó, dạ. Lao San đó thì mình thấy đó có đây là cái thủ hai bên là hai cái kim ta ra mà nha. Hai bên đó là có hai cái bạch đậu mẫu với lục đậu mẫu, đậu mẫu và lục đậu mẫu, còn cái này là cây châu báu, cây châu báu đó. Còn ở trên đó là chàng phan chư thiên kala trên kala mà kala à, ở dưới đây cũng là ở trên là kala, dưới đây mà là kala, đây là ngài Doanh Thu nữa nè. Maitreya đó, Maitreya Manjushri, Manjushri Manjushri Bodhisattva. Bên tay à, hai bên đó đều là văn thù hết, bên kia cũng là văn thù, bên đây cũng vậy, nhưng mà trên cái tay á, cái pháp khí cầm đó là cái cây kiếm, thanh kiếm chặt đứt mọi cái phiền mạ não, mọi cái vô minh. Một bên đó là có cầm một cái bài kinh Bát Nhã trí tuệ ở dưới cái bông trên bông sen là cái bông sen là văn thù, đây cũng là hai văn thù. Một bên đó là hình tượng văn hoa bạch. Đó là nghệ thuật của Đông Hoàng từ thời Bắc Ngụy. Bắc Ngụy là khoảng thứ tư, thứ năm. Đó là triều đại Nhà Nguyễn. Dạ. Bắc Ngụy thời năm Bắc Kỳ là bắt đầu là ảnh hưởng của Đông Hoàng. Đông Hoàng đó mới có cái này, thu qua mấy cái đồ đó, cái dây ở tay mình.